Thành ơi, diều nó rơi rồi. Thành ơi, diều nó rơi rồi. Diều ai? Diều nó rơi mà. Nó xoay, nó rơi lâu rồi. Đây thầy, dây đây thầy. Còn thằng nào? Diều của Quang Quyên. Ôi giời, cả nó gì? Xoay rõ lâu rồi, đổ lâu rồi. Đó, diều. Nó xoay gió nó rơi rồi. Đi đây, ơi. Đi đi. Ôi nhưng mà đi 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 rồi. Đi 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 rồi. Hả? Đi rơi rồi. Ừ rơi rồi mà. Muốn đi mút không? Gió à? Hả? Mút à? Có mút không để chú đi đại nó à?